Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự trực tiếp lúc 12 giờ của Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình ngày 19 tháng 11 sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. 45 sản phẩm dịch vụ giải pháp công nghệ đảm bảo an toàn an ninh thông tin quốc gia đã được trao danh hiệu chìa khóa vàng cho các sản phẩm phục vụ chuyển đổi số năm 2020. Cùng nhìn lại kết quả của kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14 trong phần tiêu điểm bản tin hôm nay. Chính quyền địa phương và các lực lượng tỉnh Quảng Ngãi nỗ lực góp công góp của giúp bà con dựng lại nhà ở và khôi phục mùa màng sau bão lũ. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Việt Nam là một nền kinh tế sôi động cho dù chịu ảnh hưởng từ dịch COVID-19. Việt Nam cũng là một trong số ít quốc gia có tốc độ tăng trưởng GDP dương trong quý 2. Đây là nhận định của chuyên gia kinh tế trưởng Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam. Theo đó, thì mặc dù triển vọng trong ngắn hạn vẫn tích cực, nhưng cần theo dõi chặt chẽ các rủi ro tài khoá, tài chính và xã hội đang tiềm ẩn do tình hình trong nước và toàn cầu có nhiều bất định. Thách thức tiếp theo của Việt Nam là duy trì và nâng cao lợi thế cạnh tranh bằng cách nắm bắt cơ hội mới về thương mại, kinh tế số, phục hồi xanh. Bốn mươi năm sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ đảm bảo an toàn an ninh thông tin quốc gia đã được vinh danh tại lễ trao danh hiệu chìa khóa vàng cho các sản phẩm phục vụ chuyển đổi số năm 2020 vừa diễn ra tại Hà Nội. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động của Ngày An toàn Thông tin Việt Nam do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức. Năm nay, trong số 5 hạng mục được ban tổ chức trao tặng danh hiệu, thì các sản phẩm dịch vụ được đánh giá là trải rộng trên nhiều lĩnh vực, từ phát hiện sớm tấn công có chủ đích, bảo vệ các thiết bị đầu cuối, đến giải pháp định danh và xác thực khách hàng điện tử. Từ các giải pháp bảo vệ trang web, các phần mềm phòng chống mã độc, cho đến giải pháp hóa đơn điện tử, v.v. Định hướng của VNPT là tạo ra một cái nền tảng dịch vụ chung trong quốc gia để tất cả mọi doanh nghiệp, mọi người dân cùng có thể tham gia cùng với chính phủ để chuyển đổi số, để có những doanh nghiệp số, có những công dân số. Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, hiện nhu cầu ứng dụng sản phẩm đảm bảo an toàn thông tin ngày càng cao. Ví dụ như Việt Nam có tới 11.000 xã có nhu cầu ứng dụng phần mềm tường lửa Firewall phòng chống mã độc với chi phí khoảng 20 đến 50 triệu đồng một xã, trong khi ngoại nhập chi phí tới hơn 100 triệu đồng. Hay trong thời điểm hiện nay, những nội dung nhảm nhí câu view của các YouTuber đang tràn lan trên mạng, ảnh hưởng đến trẻ em, rất cần những phần mềm lọc quét, phòng tránh những nội dung xấu độc. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp trong nước phải nhanh chóng cho ra đời các sản phẩm an toàn thông tin Make in Việt Nam để giải quyết nhu cầu thực tế. Trong chương trình chuyển đổi số quốc gia cũng như là định hướng của Bộ Thông tin và Truyền thông, thì các cái nền tảng Make in Việt Nam là giải pháp quan trọng để đẩy nhanh cái tiến trình chuyển đổi số. Chuyển đổi số nó sẽ diễn ra nhanh hơn và chi phí sẽ thấp hơn. Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, đại dịch COVID-19 chính là cơ hội để hàng trăm ứng dụng Make in Việt Nam nhanh chóng ra đời, phục vụ người dân. Hoạt động vinh danh không chỉ khuyến khích các doanh nghiệp trong nước nghiên cứu sáng tạo, mà còn góp phần thúc đẩy chương trình chuyển đổi số quốc gia của chính phủ triển khai hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, có thể nói kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới suy thoái, kinh tế xã hội bị ảnh hưởng do dịch COVID-19, rồi bão lũ sạt lở đất gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại các tỉnh miền Trung. Với trách nhiệm của mình, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến, vừa có tầm nhìn xa nhưng lại cũng rất cụ thể để đưa ra những giải pháp cùng với chính phủ trong nỗ lực phục hồi tình hình kinh tế xã hội, đồng thời hạn chế thấp nhất những ảnh hưởng của dịch bệnh, thiên tai. Tại kỳ họp thứ 10, thì Quốc hội đã thông qua 7 luật, 13 nghị quyết, cho ý kiến 4 dự án luật, xem xét các báo cáo về kinh tế xã hội, tài chính, ngân sách, kiến nghị của cử tri, công tác tư pháp, công tác phòng chống tham nhũng. Việc đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng tại kỳ họp cũng khẳng định trách nhiệm của Quốc hội với chủ trương mà Đảng vạch ra cho nhiệm kỳ tới. Với kết quả này, kỳ họp đã tiếp tục khẳng định rõ tinh thần đoàn kết dân tộc, quyết tâm cao để đưa đất nước vượt qua giai đoạn khó khăn, nhanh chóng phục hồi kinh tế và phát triển bền vững. Cũng tại kỳ họp, Quốc hội đã ấn định chọn ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là Chủ nhật ngày 23 tháng 5 năm 2021.
Như thường lệ thì mỗi kỳ họp Quốc hội, phần thảo luận về kinh tế xã hội luôn là nội dung nhận được sự quan tâm theo dõi của cử tri cả nước. Bởi vì qua đó thì cử tri sẽ hiểu thêm về bức tranh toàn cảnh sự phát triển của đất nước trong năm qua, những kết quả cụ thể, những hạn chế cần khắc phục, đồng thời cũng hiểu thêm những trọng tâm, trọng điểm phát triển của đất nước trong thời gian tới. Đặc biệt hơn nữa, tại kỳ họp này, phần thảo luận về kinh tế xã hội không chỉ nhằm đánh giá trong năm nay mà còn cho cả nhiệm kỳ. Chính vì vậy mà thời gian dành cho các đại biểu thảo luận góp ý kiến là nhiều hơn so với các kỳ họp trước. Các đại biểu thảo luận rất là sôi nổi trên tất cả các lĩnh vực, những cái vấn đề mà cần có ý kiến trao đổi lại giải trình của các thành viên chính phủ thì đoàn chủ tịch cũng đã gọi là xin mời làm cho nó rõ hơn và để tìm được thấy rằng những cái vấn đề mà đại hội đặt ra có đúng hay không và đã trúng hay chưa và giải pháp sắp tới là cái gì, thì tôi cho như vậy là rất là thuyết phục. Vấn đề liên quan đến cái đề rồi được thảo luận một cách công khai, trách nhiệm, huy động rất nhiều sự tham gia, trách nhiệm tích cực của đại biểu, dễ nhìn nhiều góc độ khác nhau, còn rất nhiều vấn đề được bàn rất kỹ và để từ ra có những quyết sách để xây dựng phát triển kinh tế. Phát biểu về kinh tế xã hội tương đối toàn diện, đưa ra được giải pháp. Tôi cho cái cách thức thảo luận kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước như kỳ họp này là một sự điều hành rất là linh hoạt của đoàn chủ tịch và chúng ta cần phải phát huy cái cách thức này. Một hoạt động khác cũng được cử tri rất quan tâm đó là chất vấn và trả lời chất vấn. Nhìn chung thì tại phiên chất vấn, các vị đại biểu đã đặt câu hỏi ngắn gọn, rõ ý, bám sát vào nội dung chất vấn, hạn chế tối đa những câu hỏi dài dòng, kể lể, không đi vào trọng tâm. Còn với các thành viên của chính phủ thì cũng đã rất cố gắng trả lời thẳng thắn, không vòng vo né tránh. Các tranh luận cũng được đánh giá là sắc sảo, chặt chẽ, thuyết phục, có tính xây dựng với mục đích tìm ra giải pháp. Nhất là với các vấn đề mang tính thời sự và được cử tri quan tâm như là phục hồi kinh tế, bảo vệ rừng, kế hoạch phát triển thủy điện hay là hoạt động của các cơ quan tư pháp. Tuy diễn ra trong 2 ngày rưỡi thế nhưng số lượt hỏi, đáp và tranh luận đã tăng lên đáng kể. Có được điều này thì cũng là nhờ vai trò của chủ tọa điều hành, linh hoạt, dân chủ nhưng kiên quyết giữ đúng nguyên tắc và bảo đảm quyền và cơ hội của các đại biểu. Các đại biểu Quốc hội đợt này dưới cái sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội đấy thì đặt câu hỏi rất đúng, rất phù hợp và cũng là rất ngắn. Bộ trưởng trả lời ngắn gọn, không câu giờ, đúng cái ý mà đại biểu Quốc hội hỏi. Các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ đã thể hiện rõ cái chính kiến cầu thị của Chính phủ đối với những ý kiến chất vấn của đại biểu Quốc hội. Và qua đó thì thấy được Chính phủ sẽ có những cái bước mà điều hành để cho nó đáp ứng được cái ý chí nguyện vọng của cử tri. Thủ tướng thì rất là quan tâm và trong tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là cái giai đoạn năm cuối của thực hiện các chính sách, chương trình, mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020. Và các cái chính sách nói chung thì cũng đã được Thủ tướng đánh giá cũng như trả lời rất sâu sắc. Tôi đánh giá rất cao sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội khi mà tổ chức cái việc chất vấn cũng như là tranh luận rất là khoa học, tạo cho cái không khí rất sôi nổi. Quốc hội lần này không đặt vấn đề là trả lời từng chủ đề để cho nó sát với tình thực tế, cái gì cần để giải quyết ngay, cái gì cần để mà khắc phục ngay. Tôi cho cái này là cái mà cái nhạy bén của thường vụ Quốc hội, của chủ tọa kỳ họp. Chúng tôi thấy là cái chất lượng chất vấn được nâng lên, cách điều hành của Chủ tịch Quốc hội cũng rất là ổn. Những cái chủ thể mà giải trình á thì không né tránh, thực sự cầu thị và để cho cử tri hiểu rất là rõ những cái vấn đề mà đại biểu chất vấn. Những dự luật quan trọng được thông qua, những bài toán hóc búa đặt ra cho phục hồi và phát triển kinh tế xã hội đã được thảo luận đến cùng để tìm ra lời giải, từ đó thì đưa ra được những quyết sách đúng đắn và hợp lòng dân. Khó khăn vẫn còn ở phía trước, nhưng khi mà những người đại diện cho tiếng nói của cử tri quyết tâm đồng hành cùng với chính phủ trong chặng đường mới, thì như Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã khẳng định, sự đoàn kết, đồng lòng chính là nền tảng để đưa đất nước vượt qua thử thách. Năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với nhiều thời cơ và vận hội mới. Tuy nhiên, dự báo nước ta sẽ tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức lớn. Quốc hội đề nghị chính phủ, các cấp, các ngành và kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân tiếp tục phát huy mạnh mẽ tinh thần dân tộc, đoàn kết, đồng sức, đồng lòng
và chủ động trách nhiệm cao để thực hiện mục tiêu phòng chống dịch bệnh và phục hồi phát triển kinh tế, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, tạo nền tảng để chúng ta bước vào giai đoạn phát triển mới. Tiếp tục chương trình sẽ là phần tổng hợp thông tin điểm báo trong nước và quốc tế. Thưa quý vị, doanh nghiệp FDI tăng rót vốn vào công nghiệp hỗ trợ, đó là tiêu đề bài viết mới được đăng tải trên báo Đầu Tư. Bài viết dẫn thông tin từ Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã hoàn thành vượt mức kế hoạch thu hút vốn đầu tư của cả năm với tổng vốn đầu tư đăng ký là hơn 591 triệu đô la Mỹ, tăng 7% so với cùng kỳ. Nếu tính riêng 11 dự án FDI mới được cấp phép thì có tới 6 dự án trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ với các ngành như là cơ khí, điện tử, nhựa, cao su, v.v. Trang tin tiếng Nhật Vietjo và báo điện tử Việt Nam Plus vừa có các bài viết về tín hiệu lạc quan của thị trường bất động sản Việt Nam. Trang Vietjo dẫn thông tin từ Savills Việt Nam đánh giá nguồn cung của thị trường bất động sản công nghiệp Việt Nam dự kiến sẽ tăng mạnh vào năm 2021 do nhu cầu thuê nhà xưởng của nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước sẽ tăng nhanh. Đồng thời, Việt Nam Plus đưa thông tin từ Bộ Xây dựng cho biết, mặc dù thị trường bất động sản chịu tác động kép do dịch bệnh và tâm lý khách hàng, thế nhưng số liệu tổng số vốn FDI đăng ký vào lĩnh vực bất động sản vẫn tăng mạnh gấp tới 4 lần so với quý 2. Đây chính là tín hiệu tốt cho việc bổ sung nguồn vốn để đầu tư phát triển lĩnh vực bất động sản nói riêng và đóng góp quan trọng đối với đầu tư phát triển kinh tế xã hội nói chung. Việt Nam tham gia thí điểm dự án y tế toàn cầu mới của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, đó là thông tin vừa được báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đăng tải. Dự án này do Diễn đàn Kinh tế Thế giới, Đại học Kinh tế London thực hiện để nhằm khởi động một nỗ lực đa ngành, rộng khắp để giúp cho các hệ thống y tế có thể tiên đoán trước, ngăn ngừa và thích ứng với những thách thức về y tế khác nhau mà thế giới đang phải đối mặt. Trong giai đoạn thí điểm kéo dài đến tháng 1 năm 2021, dự án sẽ được triển khai tại 8 quốc gia, trong đó Việt Nam là quốc gia châu Á duy nhất vì những kinh nghiệm và chuyên môn y tế riêng biệt, bao gồm việc phòng chống COVID-19 vô cùng hiệu quả. Trường Đại học Greenville, Illinois của Mỹ vừa có bài viết quảng bá du lịch Việt Nam thông qua một số MV âm nhạc. Qua bài viết này thì độc giả có thể khám phá vẻ đẹp nguyên sơ kỳ vĩ của nhiều thắng cảnh nổi tiếng Việt Nam như là làng nổi Tân Lập, Tam Cốc Bích Động, Tràng An, Chùa Bái Đính trong MV Bánh Trôi Nước của ca sĩ Hoàng Thùy Linh hay là Cố Đô Huế trong ca khúc Nàng Thơ Xứ Huế của Thùy Chi. Đây được cho là cách làm sáng tạo để đem tới các trải nghiệm văn hóa độc đáo đối với những người không thể đến Việt Nam do dịch bệnh COVID-19. Trong phần tiếp theo của chương trình, miền núi Quảng Nam ngổn ngang sau bão lũ, cơ sở hạ tầng vẫn hư hỏng chưa thể khắc phục, trẻ em nhiều nơi chưa thể đến trường. Một lớp học tình thương đặc biệt ở miền Tây với người giáo viên đứng lớp hơn 40 năm, dạy chữ miễn phí, mang đến tương lai cho trẻ em khó khăn. Mời quý vị tiếp tục theo dõi những thông tin thời sự đáng chú ý khác. Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định xuất cấp 4.300 tấn gạo cho 3 tỉnh miền Trung bị thiên tai. Cụ thể là Hà Tĩnh 3.000 tấn, Nghệ An 303 tấn và Bình Định 1.000 tấn gạo. Gạo được xuất cấp không thu tiền từ nguồn dự trữ quốc gia. Thủ tướng giao Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm về thông tin và số liệu báo cáo. Ủy ban Nhân dân 3 tỉnh tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp, bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, định mức theo quy định. Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ ngành địa phương liên quan khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 9, giúp người dân ổn định cuộc sống. Tỉnh Quảng Nam đang phải gồng mình khắc phục hậu quả của mưa lũ, bão chồng bão chỉ trong thời gian ngắn đã khiến cho toàn bộ hệ thống giao thông của 9 huyện miền núi bị hư hỏng nặng nề. Không những vậy mà cơ sở hạ tầng của các cơ quan, trường học, bệnh viện và nhiều nhà dân hiện vẫn hư hỏng, chưa thể khắc phục được. Trẻ em nhiều nơi cũng chưa thể đến trường, người lao động thì chưa thể đi làm. Cuộc sống sau bão còn rất nhiều khó khăn, phản ánh của phóng viên thời sự tại xã Trà Leng, huyện Nam Trà My. Trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, nơi liên tiếp hứng chịu những trận lũ quét kinh hoàng chưa từng có, toàn bộ thiết bị văn phòng đều hư hại. Hệ thống dữ liệu được số hóa lâu nay trên máy tính cũng không còn. Máy móc thiết bị của xã đều hư hỏng, còn dữ liệu trong các máy thì không thể kết nối lại được. Và đối với những xã thì nó nguồn kinh phí để mua sắm lại các thiết bị cho anh em cán bộ công chức thực hiện thì rất là khó khăn. Không chỉ có dữ liệu trong máy tính mà toàn bộ tài liệu văn thư lưu trữ hàng chục năm qua cũng đã trôi theo dòng nước.
một số còn lại thì bị hư hỏng, khó có thể phục chế được. Ưu tiên cứu người bị nạn, tìm kiếm người mất tích, sơ tán những gia đình có nguy cơ sạt lở, nên hiện nay xã chưa thể khắc phục những hư hại này. Đây là những cái tài liệu của Ủy ban nhân dân xã Trà Leng, và hầu như là toàn bộ những tài liệu, những thiết bị ở đây là đều hư hại trong cái trận lũ kinh hoàng xảy ra vào ngày 28 tháng 10 năm 2020. Và hiện nay thì đã nhiều tuần đã trôi qua, tuy nhiên các hoạt động liên quan đến vận hành của trụ sở này thì vẫn chưa được nối lại. Trụ sở làm việc bị hư hại nặng, bùn đất còn phủ dày. Mấy hôm nay, cán bộ các xã lân cận của xã Trà Leng như Trà Dơn, công an huyện Nam Trà My, bộ đội địa phương đã đến để hỗ trợ dọn dẹp vệ sinh. Tuy nhiên, khối lượng công việc quá lớn nên chưa thể dọn dẹp hết trong một vài ngày. Sớm nhất thì cũng phải hết tuần sau, trụ sở Ủy ban nhân dân xã Trà Leng mới có thể khôi phục hoạt động. Còn tại tỉnh Quảng Ngãi thì lúc này người dân nơi đây cũng đang khẩn trương khắc phục hậu quả của mưa bão. Những ngày qua tranh thủ thời tiết thuận lợi, chính quyền địa phương cùng với các lực lượng đang nỗ lực góp công, góp của giúp bà con dựng lại nhà ở và khôi phục mùa màng. Câu chuyện tại xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, một trong những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất của tỉnh Quảng Ngãi trong đợt mưa lũ vừa qua. Cơn bão vừa qua đã làm cho ngôi nhà của chị Nguyễn Thị Mai, thôn An Lộc Bắc, xã Bình Trị bị tốc mái hoàn toàn. Nhà nghèo, trong nhà chỉ có hai mẹ con nên không có điều kiện lợp lại. Hôm nay, hơn 30 đoàn thanh niên xã Bình Trị và lực lượng cảnh sát cơ động đã có mặt để tập kết vật liệu, dựng lại nhà cửa. Tối nay, hai mẹ con chị có thể ở tại nhà, không còn cảnh ngủ nhờ tạm bợ như những ngày qua. Xây sang nhà cửa thì thấy cuộc sống từ thẻ ấm cúng hơn trước thì rất là vui mừng khi có đoàn tới giúp đỡ. Tại địa phương Bình Trị là thiệt hại rất là nhiều, dẫn đến là cái lực lượng mà để thợ mà để mà giúp bà con khắc phục là kiếm không ra, nên là anh em phải hỗ trợ. Thiệt hại sau bão tại xã Bình Trị, ngoài nhà cửa thì nhiều diện tích hoa màu của người dân cũng bị ảnh hưởng đáng kể. Gần 3 xào hoa của gia đình chị Phạm Thị Châu mới được gieo để phục vụ cho Tết Nguyên Đán sắp tới đã bị nghiêng đổ sau cơn bão. Nhanh chóng tranh thủ thời tiết nắng ráo, chị cùng gia đình huy động thêm nhân công nhanh chóng khắc phục. Năm nay là nó mưa bổ và là cây bông nó không có phát triển như mấy năm trước, là nó sẽ bị lùn. Bây giờ mình phải cố gắng là tứ phân bơm thuốc rồi sửa chữa lại cho nó hoàn thiện cái chậu cho nó phát triển thôi. Trong hoàn cảnh khó khăn hiện nay, chính quyền và người dân địa phương bị ảnh hưởng do thiên tai đang cố gắng vươn mình vượt qua khó khăn. Hơn bao giờ hết, người dân Quảng Ngãi cũng đang cần sự tương trợ từ nhiều nguồn lực để sớm khôi phục kinh tế và ổn định cuộc sống. Bây giờ thì chúng tôi muốn mời quý vị ghé thăm một lớp học tình thương đặc biệt ở miền Tây. Đặc biệt là ở chỗ, người giáo viên đứng lớp đã có hơn 40 năm gắn bó dạy chữ miễn phí cho những trẻ em khó khăn. Đó là lớp học tình thương của cô Võ Thị Son ở phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Không chỉ dạy chữ mà cô còn rèn nếp người, trang bị cho các em nhỏ kém may mắn, hành trang cho tương lai. Mời quý vị cùng chúng tôi gặp gỡ người giáo viên này ngay sau đây. Lớp học của cô Võ Thị Son bắt đầu từ 8 giờ đến 10 giờ 30 mỗi ngày, từ thứ hai đến thứ bảy. Nhóm lớp 1 sẽ ở phía trước, còn nhóm lớp 2, 3 và 4 thì ở phía sau. Giữa các lớp chỉ được phân định bởi một tấm bảng. Lớp học này có trẻ lên 5, lên 6, thậm chí có trường hợp 13, 14 tuổi mới bắt đầu biết đến những con chữ đầu tiên hay những con số cơ bản nhất. Cô này dạy là chuyên nghiệp hay lắm, giỏi lắm. Bởi vì cô là nghe quận Ôn Môn này nghe hết, rồi đem con cháu lại cho học. Lớp học này thậm chí đã giúp nhiều thế hệ trong một gia đình biết chữ. Người mẹ đã từng học nơi này, và nay đến lượt đứa con. Hay không khó bắt gặp những hình ảnh phụ huynh ngồi học cùng con cháu. Những tiếng EA, những phép tính đơn giản, cô Son luôn chỉ dạy tận tình. Không thương học sinh là không bao giờ được. Thôi, cái gì mình nói chuyện nhỏ nhẹ, rồi còn đứa nào mà lì lợm á, thì mình đứng theo. Em Lê Thị Như Ý, học lớp cô Son mới năm học này thôi. Em không chỉ đi học một mình, mà là tất cả bốn chị em. Học xong buổi sáng thì buổi chiều em tiếp tục mưu sinh cùng gia đình.
Dạ con thấy học ở đây thì tiết kiệm cho ba mẹ một món. Con thấy như học quan trọng lắm. Học thì để cho mình thêm kiến thức, để cho mình biết những thứ quan trọng trong cuộc sống này. Sức khỏe còn là cái việc dạy dạy hoài vậy mày mãi. 80 cũng được nữa, miễn còn sức khỏe là dạy à. Dạy cho nó vui. Bãi Cọi là di tích khảo cổ học đặc biệt tại huyện Nghi Xuân của tỉnh Hà Tĩnh, nằm ở vị trí giữa nền văn hóa Đông Sơn và Sa Huỳnh. Bởi vậy mà những hiện vật được phát hiện tại đây đã mở ra một hướng nghiên cứu mới, cho thấy Bãi Cọi là nơi hội tụ của cả hai nền văn hóa lớn có niên đại từ hơn 2.000 cho đến 2.500 năm trước. Hàng trăm hiện vật tiêu biểu đã được giới thiệu trong chương trình trưng bày chuyên đề Bãi Cọi, nơi gặp gỡ các nền văn hóa. Mộ nồi. Loại hình mộ gồm một chiếc nồi úp vào một chiếc bình hoặc nồi khác. Hiện vật thu hút sự quan tâm lớn bởi đây là loại táng thức đặc biệt được tìm thấy ở Bãi Cọi. Điểm nhấn của trưng bày là không gian giới thiệu những hiện vật được phát hiện trong quá trình khai quật mộ táng tại di tích với hai loại hình chính là mộ chung và mộ huyệt đất. Trong các mộ chung Sa Huỳnh còn có các hiện vật thuộc văn hóa Đông Sơn. Còn ngược lại, trong các mộ huyệt đất Đông Sơn lại có nhiều hiện vật mang đặc trưng văn hóa Sa Huỳnh và văn hóa đổ sắt Trung Quốc. Mới đầu thì các nhà nghiên cứu vẫn cứ thiên về cái ý kiến nhận định đây là Bãi Cọi là một cái di tích của văn hóa Đông Sơn. Qua những lần khai quật thì bắt đầu chúng ta đã làm rõ ra là cái di tích Bãi Cọi nó là cái cơ tầng văn hóa Sa Huỳnh. Sau đó có sự tham góp và cái sự hội tụ giao lưu và công cư với cả của cư dân Đông Sơn giai đoạn sau. Trưng bày gồm 3 phần chính: Bãi Cọi, hành trình khám phá; Bãi Cọi, nơi gặp gỡ các nền văn hóa; và hợp tác quốc tế giữa Bảo tàng Lịch sử Quốc gia và Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc. Qua gần 150 ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu, khái quát toàn cảnh quá trình nghiên cứu khai quật Bãi Cọi và những minh chứng quan trọng làm sáng tỏ nhiều bí ẩn. Bãi Cọi thuộc văn hóa Sa Huỳnh vùng Trung Bộ, có sự du nhập của văn hóa Đông Sơn và văn hóa đổ sắt Trung Quốc. Chúng tôi phối hợp với rất nhiều cơ quan nghiên cứu ở trong nước và ngoài nước để tiếp tục nghiên cứu thêm cái di chỉ này để có những phát hiện mới thêm nữa để mà khẳng định một cách chắc chắn cái giá trị lịch sử văn hóa khoa học của di chỉ này ở cái tầm mới. Trưng bày Bãi Cọi, nơi gặp gỡ các nền văn hóa do Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh, Bảo tàng Hà Tĩnh phối hợp tổ chức là dịp để công chúng có thêm nhận thức về vị trí, vai trò và giá trị của di tích Bãi Cọi trong diễn trình lịch sử văn hóa Việt Nam. Ở phần cuối của chương trình sẽ là những thông tin dự báo thời tiết. Chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Để xem lại chương trình này, quý vị có thể truy cập địa chỉ website vtvgo.vn hoặc là tải ứng dụng vtvgo từ kho ứng dụng Google Play hoặc App Store. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.